Xin chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ trả lời câu hỏi của cô Bích Hạnh ở bên Gia Lâm. Cô có hỏi rằng, Ngọc Ánh ơi, cho cô hỏi rằng là bên cháu có nhận thiết kế và thi công công trình không? Cô đang có một mảnh đất 30m ở bên này mà chưa biết thiết kế như thế nào. Nhìn rất là nhiều mẫu của bên Nhà Tốt ở bên cháu quay lên, rất là đẹp, cô rất là ưng. Cô hỏi rằng là bên Ngọc Ánh có nhận không? Thì trong video này, Ngọc Ánh sẽ trả lời cho quý vị luôn và cũng như cho cô Hạnh luôn là bên Ngọc Ánh hiện tại là có nhận thiết kế thi công công trình từ A đến Z cho quý vị nhé. Và sẽ có giám sát rất là cẩn thận, chu đáo luôn. Về cái gói đấy thì quý vị nào mà có cần thiết và cần hỏi thì liên hệ ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Và cô Hạnh ơi, trong video này có một cái mẫu nhà 30m thiết kế khá là hợp lý, cô có thể tham khảo nhé. Và cái căn này Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới cho quý vị với cái vị trí gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, giao thông đi lại thuận tiện. Diện tích chỉ có 30m thôi nhưng mà công năng thiết kế rất là hợp lý và hài hòa nhé mọi người. Với cái căn nhà này nằm trên mặt ngõ, tuy nhiên nó không phải là ngõ thông, hướng nhà là hướng Tây Nam. Cái căn nhà này thì nó không hẳn là theo cái vuông mọi người ạ. Căn này thì nó cái mặt tiền của nó khá là rộng, trên 4m, thiết kế rất là hợp lý. Chỉ với 30m, rất nhiều quý khách hàng cho rằng 30m nó là quá nhỏ. Tuy nhiên ở Hà Nội tấc đất tấc vàng mà mọi người, không phải ai cũng có thể sở hữu cho mình 50, 70, 100 thậm chí là 200m. Nó rất là khó. Cho nên 30m mà xây dựng thiết kế được 3 đến 4 phòng ngủ thì cái này rất nhiều quý khách hàng tham khảo ở bên Ngọc Ánh nhá. Trước đây thì Ngọc Ánh không nhận là thiết kế thi công công trình, nhưng hiện nay có một đơn vị liên kết với bên Nhà Tốt có nhận thầu xây dựng thi công công trình, thiết kế bản vẽ cho quý vị như thế nào cũng được, ở đâu cũng được, cũng vẫn nhận và làm nhé mọi người. Thôi, Ngọc Ánh sẽ đi vào vấn đề chính với cái căn nhà này. Thì cách với lại mặt đường Quang Trung khoảng tầm 100m thôi. Và với cái thiết kế của nó thì khá là hợp lý. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa. Và ở đây thì thiết kế ở bên ngoài một cửa chính và ở đây một thiết kế một cửa phụ cho quý vị nhé. Và phần mặt tiền của ngôi nhà này thì toàn bộ là đã ốp toàn bộ đá granite cho quý vị. Với cái căn nhà này thì nó không phải là căn cuối cùng của ngõ, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông. Nó chỉ được một cái ưu điểm duy nhất, đó là gần với trục đường quốc lộ 6, gần với trục đường Quang Trung và cũng gần với bến xe Yên Nghĩa. Mời quý vị vào khám phá căn nhà. Đây là phần tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, thông sàn mọi người ạ. Nói chung là phòng khách, phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đó. Còn bên Nhà Tốt thì cũng thiết kế rất là nhiều mẫu nhà, cũng như đăng rất là nhiều những cái video review cho quý vị diện tích 30, 32, 35m tùy từng căn, tùy từng khổ đất. Và thiết kế thì hầu hết căn nào cũng tối ưu công năng sử dụng với diện tích nhỏ như vậy. Không gian bếp thì hoàn thiện xong gần như là hết 100%. Theo đúng như hiện trạng thì ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay với cái phần hoàn thiện tủ bếp cơ bản. Tủ bếp thì thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh, chậu rửa, vòi rửa thiết kế inox 304, phụ kiện bếp cũng vậy. Xung quanh bếp thì là ốp đá, mặt bếp ốp đá granite. Và với cái thiết kế đây là không gian phòng khách. Thực ra nó nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Chứ còn nếu như để mà nói hoàn hảo thì là không nha quý vị. Nếu như hoàn hảo thì thường thường khách rất là thích. Thứ nhất, mặt tiền 4-5m, chiều dài phải được 10m, phải từ 50m trở lên, thiết kế gara ô tô. Tuy nhiên thì cái này nó là tùy thuộc vào tầm tài chính của mỗi quý vị đúng không ạ? Đây là cái phần phòng khách, thiết kế cho quý vị đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Căn nhà này hoàn thiện xong hết. Giá bán hiện tại của chủ nhà đang chào cả nhà và đất 4 tầng xây mới 2 tỷ 850 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu về bất kỳ thông tin nhà đất nào thì liên hệ trực tiếp với lại em Ngọc Ánh đang chia sẻ với quý vị nhé. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Không sợ bí, vì sao? Ở đây có một chiếc cửa sổ nhỏ nhắn hướng ra phía mặt sau của ngôi nhà. Thực tế luôn, vì sao mà xây được cửa sổ như thế này thì ở phía dưới chủ nhà có xây thụt vào một chút khoảng tầm 10 phân để quý vị có thể mở cửa sổ ra thoải mái, không bao giờ lo bí. Và đây là cái phần phòng ngủ nhé. Phòng ngủ ở tầng 2 thiết kế theo kiểu master, phòng vệ sinh ở phía bên trong.
phòng ngủ vuông vắn 30 mét mà vẫn có ban công. Đây, có ban công mà thực tế ra phía bên ngoài đây nhá mọi người. Đấy, không bao giờ lo bị bí này, thậm chí còn rất là thoáng. Ban công này, đây ngồi sẽ bước ra ngoài cho quý vị xem. Đây, đó, ban công này có thể trồng cây, trồng hoa, trang trí khá là ổn áp. Phòng ngủ rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Được cái phần mặt tiền rộng thì được cái chiều sâu nó lại ngắn. Tuy nhiên thì đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn, thiết kế khá là hợp lý cho một cái khổ đất. Nó không phải là vuông 3 và dài 10, nó lại theo cái kiểu chiều ngang. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 2. Phòng vệ sinh này cũng có đầy đủ cửa sổ ra phía bên ngoài, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liên khối, lavabo bàn đá và rất là rộng. Dây chờ bình nóng lạnh được lắp đặt đầy đủ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cửa phòng ngủ thiết kế cho quý vị cửa gỗ 100%. Đây, mọi người cứ bảo rằng là phòng vệ sinh mà thiết kế trong phòng ngủ thì bí lắm, nhưng thực tế luôn là không mọi người ạ. Cửa sổ đầy đủ, thông thoáng rồi. Và đây là phần tầng 2, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và phần tầng 3 của ngôi nhà cũng vậy, cũng có cửa sổ mở ra phía đằng sau, rất là hút gió. Tiếp theo, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 thì lại thiết kế hơi khác một chút so với tầng 2. Phòng vệ sinh tầng 3 thì thiết kế ở phía bên ngoài. Đây, còn cái công năng sử dụng thì vẫn y nguyên, giống hệt ở phần tầng 2. Tiếp theo, phòng ngủ đây ạ. Trên phía tầng 3 thì chủ nhà không thiết kế ban công cho quý vị nữa, mà chỉ thiết kế cửa sổ như thế này thôi. Cửa sổ thiết kế hai lớp, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như an ninh, an toàn cho ngôi nhà. Với ngôi nhà này, phù hợp với quý vị đi làm ở đâu ạ? Phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi, Quang Trung kéo dài. Nói chung với cái căn nhà này ấy, thì giá bán vị trí khá là ổn áp. Giá bán có thương lượng không ạ? Có, tất cả cái việc mua bán diễn ra đều là thuận mua vừa bán. Quý vị thiện chí đi xem nhà thì quý vị có thể được gặp chủ nhà để trực tiếp thương lượng cái căn nhà này nhá. Đó, 2.850.000.000 bao toàn bộ phí thuế, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà 30m này. 30m2, thiết kế vẫn được 3 phòng ngủ rộng, vẫn được phòng thờ riêng. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây có một chiếc cửa sổ mở ra để lấy thoáng. Đây là không gian chủ nhà thiết kế cho quý vị. Ở đây là phần phòng thờ này, đây là phần phòng ngủ này. Đấy, 3 phòng ngủ riêng, tầng 2, tầng 3, tầng 4, 3 phòng riêng biệt. Phòng nào cũng gập tràn ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Tiếp theo, đây là phần sân phơi, khá là rộng mọi người ạ. Đây, đây là phần sân phơi. Và xung quanh vị trí ngôi nhà này thì không còn gì bàn cãi nữa, rất là đông dân cư, rất là đông luôn mọi người ạ. Hàng xóm xung quanh rất là đông, rất là thân thiện. Và giá bán như thế, hiện tại nếu như ở gần với cái vị trí bến xe nhất, Ngọc Ánh đang còn một số căn nhà giá chỉ có 2.480.000.000 thôi. Và Ngọc Ánh sẽ quay ở trong video sau. Còn video này mọi người quan tâm đến ngôi nhà này thì liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.